đang có mặt tại bánh bao Lợi Tý ha, đường 2 tháng 4 quý vị nha. Ở đây là địa chỉ 30 đường 2 tháng 4 đó. Thì hôm nay em có mặt tại đây để nhận bánh bao quý vị ha. Hôm qua thì em đã đặt bánh bao tại đây và tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phát cho những người lao động khó khăn trên đường nha. Xin mời quý vị cùng đồng hành với em. Đồng hành với em hôm nay thì có bên con em nè. Dạ, xin chào ông bà cô chú. Em đang có mặt tại bánh bao Lợi Tý số 30 đường 2 tháng 4 quý vị. Thì xíu nữa chúng ta sẽ mang bánh bao và đi phát ha. Hôm nay Nha Trang trời đẹp lắm quý vị, trời khá đông, đường phố khá đông đúc quý vị ha. Bánh bao Lợi Tý thưa quý vị, một trong những tiệm bánh bao lâu đời và rất là ngon tại Nha Trang quý vị nha. Quý vị ở Nha Trang thì hãy một lần ghé ăn. Xin cảm ơn anh Mạnh Thường Quân ở Mỹ ha, đã có cái tấm lòng hảo tâm để gửi đến những bà con nghèo và những người lao động nghèo trên đường của Việt. Bên cạnh đó thì cũng xin cảm ơn tiệm bánh bao Lợi Tý nha, đã bỏ chút thời gian và cũng tạo điều kiện để có những chiếc bánh bao thật ngon và để gửi đến quý bà con nghèo trên đường. Xin chúc cho tất cả luôn vui vẻ, sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Ở ngay vị trí trước mặt của Việt, nghe thông tin là có một cái cô bán vé số ha. Hôm bữa thì em đã gửi cô một món quà nhỏ nhỏ đó. Hôm nay em sẽ lại để coi có cô ngồi đó không, gửi cho cô cái bánh bao quý vị ha. Còn hôm nay thì em xin mời quý vị chúng ta cùng đồng hành với nhau trên đường nha, phát bánh bao cho những người cơ nhỡ trên đường. Cô còn ngồi đầu kia nè quý vị. Em sẽ lại gửi cho cô cái bánh bao quý vị. Chiều nào cô cũng ngồi bán vé số ở đây. Nhớ con không? Nhớ. Nhớ chưa? Gửi cô cái bánh bao ăn tối nè. Ăn nãy giờ ăn gì chưa? Nãy giờ ăn gì chưa? Chưa. Nhớ con không vậy? Bữa con ghé nhớ không? Thôi con đi đó nha. Ngay góc trước này có một cô ngồi ở đây nè quý vị. Ngay chỗ đường Độc Lập ha. Chúng ta đang có mặt trên đường Độc Lập. Có một cô ngồi đây nha. Em sẽ gửi cho cô cái bánh bao. Cô ăn ngon nha. Đây là khu vực ngã 7 quý vị nha. Phía bên kia có một cái anh ngồi đạp ba gác ở đây nè quý vị. Đó, chú ngồi đây đạp ba gác. Anh ơi, gửi anh cái bánh bao ăn tối anh ơi. Dạ, cảm ơn anh nha. Chúng ta đang trên đường nhà thờ quý vị. Tối nay thì chúng ta sẽ đi lòng vòng các con phố Nha Trang nha quý vị nha. Chính vì thế mà video nó sẽ không có liền mạch. Cứ gặp ai trên đường thì em sẽ phát nha quý vị. Đây là ngã tư đường nhà thờ giao với Giặc Xem. Đi thẳng hướng này thì ra đường Độc Lập. Đó quý vị thấy không? Bên kia đường có một chú ba gác ngồi bên kia kìa. Em sẽ đi qua đi gửi chú cái bánh bao nha. Chú ngồi bên kia đường nha quý vị. Bây giờ chờ đèn đỏ nè quý vị ơi. Tối nay Nha Trang trời không có mưa, quá sức đẹp luôn. Rồi, chúc anh ăn tối vui vẻ. Tiếp tục lên đường quý vị ơi. Di chuyển hướng này luôn quý vị, chúng ta đi qua đường Độc Lập. Từ Hoàng Tử Cảnh giao với nhà thờ quý vị ha, đường Hoàng Văn Thụ ngày nay. Con đường này thì là bây giờ là con đường một chiều quý vị, hướng đi ra Mã Vòng. Một lần nữa thì cũng xin cảm ơn anh Mạnh Thường Quân, anh đã có những cái lòng hảo tâm quý vị ha, để gửi gắm cho em những chiếc cầu nối mang yêu thương đến với bà con nghèo trên đường quý vị. Xin mến chúc anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe. Hai người hai cái đúng không? Ở bên này có hai anh nữa quý vị. Đây gửi anh. Dạ, bánh chú. Gửi anh. Rồi, chúc anh ngon miệng.
Không kêu hai cô rồi. Mời hai cô nha. Bên này có hai cô lụm dây chai này quý vị. Gửi cô cái bánh bao ăn tối nha. Rồi, chào cô. Đây là khu vực ngã một bên Quang Trung này quý vị. Đường Đại Chiến Thắng Quang Trung. Hướng bên này đi ra lại thì thông tin ha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp nha quý vị. Khỏe ha. Bạn chỗ nào ngồi đây hả? Chỗ nào ngồi đây? Trời ơi quen á. À, cảm ơn nhiều. Con miệng nha. Đây cửa chú một cái nha. Ok, chào chú. Dạ dạ. Chúng ta đang trên đường Trần Quý Cáp quý vị, hướng đi về khu vực Mã Vọng. Em sẽ đi ra công viên Trần Đường nha, để xem phía đó cũng có nhiều người cơ nhỡ khó khăn, người ta ngồi ở đó rất đông quý vị. Đi ra đó xem có ai, có cô chú nào không. Gửi cho cô chú cái bánh bao quý vị ha. Bây giờ là 8 giờ tối rồi quý vị. 8 giờ hơn rồi. Nha Trang mấy ngày vừa qua thì quý vị biết là trời rất đẹp luôn. Không có mưa quý vị nha. Liên tiếp những ngày nắng đẹp. Ở Nha Trang thì còn rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn trên đường quý vị. Em đi làm video đường phố thì gặp rất nhiều luôn. Chính vì thế mà có được những cái cơ hội, những cái dịp dễ làm cầu nối yêu thương, gửi đến quý bà con mình những chiếc bánh bao, những chiếc bánh mì. Nó là một cái gì đó hết sức là ý nghĩa quý vị nha. Của ít lòng nhiều nhưng mà nó mang lại một chút xíu tình cảm, ấm lòng những người xa quê, những người đi làm xa xứ quý vị. Hầu như những người lao động ở đây thì đa số là người bà con ở nơi khác tới quý vị nha. Họ sinh sống và ở trọ tại đây để rồi đi làm những công việc là hàng ngày lao động, lụm dây chai, đi làm thuê làm mướn quý vị nha. Công việc hết sức là vất vả khó khăn. Chúng ta đến khu vực Phương Xài rồi quý vị. Em sẽ đi về hướng công viên Trần Đường nha. Chạy ra phía ga Nha Trang để xem giờ này có cô chú nào ngồi ở đây không. Có thì sẽ phát cho cổ một vài cái bánh bao quý vị ha. Một mình Phương Xài giao với đường Độc Lập quý vị. Ngày xưa thì không có cái bụng minh này mà chỉ là cái ngã ba thôi. Rồi tới đây rồi, phía bên kia có một cái cô lụm dây chai. Có mấy cô chú ngồi ở đây nè quý vị, bán cho cô cái bánh bao. Cô cứ đứng đó đi rồi con đưa cho. Gửi cho quại bánh bao nha. Rồi gửi cô đây. Ok. Gửi cho chú trước. Chào cô. Từ từ chị. Rồi hết một bịch. Đây gửi chị gửi anh. Anh có chưa? Chưa. Rồi gửi anh một cái nữa. Ok. Chúng ta vừa ghé vào công viên Trần Đường quý vị nha. Ở đó thì rất là đông. Rất là đông người lao động người ta ngồi ở đó quý vị. Em đã đến khu vực ga Nha Trang rồi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về hướng ngã 6 nha. Đi lòng vòng ngoài đường đó quý vị. Gặp những ai mà đang làm việc ngoài đường thì chúng ta cho thôi. Chứ em không có đứng một chỗ quý vị nha. Nếu mà đứng một chỗ phát thì sẽ rất là nhanh hết. Cực kỳ nhanh luôn. Ở đây có cô bán vé số nè. Cô ơi, lại đây con gửi cô cái bánh bao. Dạ, đợi con một xíu. Gửi cô bánh bao nha. Con cho ông cả. Ông dễ nhà một cái hả? Dạ, cái nữa. Ông cũng đi bán bây giờ, ông có dạ, 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 dạ. Rồi, đây thêm cái nữa nha. Cảm ơn. Rồi, chúc cô ăn tối ngon miệng. Dạ. Tiếp tục quý vị. Quý vị gửi hoài cái bánh bao. Nhớ con không?
không nhớ không? Không nhớ hả? Ừ, cô ơi, bánh bao ăn tối nha. Hôm bữa con có ghé không cô một lần. Gửi cho cô cái bánh bao nha. Con gửi cô. Dạ. Chỗ này có một chú hay nằm ngủ buổi tối lắm nè quý vị. Không biết tối nay chú ở đây không? Ồ, hôm nay chú không có ngủ đây quý vị nha. Bình thường chú nằm ngủ chỗ đây nè. Hôm nay không thấy đâu hết. Rồi, chúng ta đi tiếp nha quý vị. Đây là khu vực ngã 6. Con gửi chú cái bánh bao. Rồi, chúc chú ngon miệng ha. Em đang khu vực ngã 7 quý vị nha, về lại đến ngã 7 rồi. À, xin cảm ơn quý vị nha đã đồng hành với em trong một đoạn đường đi phát bánh bao trên đường phố quý vị nha. À, có thể video nó sẽ không có được xuyên suốt quý vị, nhưng mà cũng phần nào xin gửi đến quý vị những hình ảnh thực tế tại thành đường phố Nha Trang. À, bây giờ là đã 8 giờ rưỡi hơn rồi quý vị. À, nãy giờ chúng ta phát cũng gần hết rồi, chỉ còn 2 cái nữa thôi. Em sẽ tiếp tục di chuyển để hết luôn quý vị nha. Số lượng thì có hàng quý vị, nhưng mà người cần thì rất là nhiều. Chỉ tiếc là đến tay được những ai thì cũng xin gọi là một chút gì đó yêu thương quý vị ha, gửi đến những hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại bây giờ chỉ còn 2 cái thôi, em sẽ tiếp tục đi để tìm. Còn ai nữa thì em sẽ gửi quý vị. Đây là khu vực ngã 7 ha, em sẽ rẽ về hướng Tô Hiến Thành. Có thể nói đêm nay là một đêm rất đẹp ha. Một lần nữa thì em xin cảm ơn anh Mạnh Thường Quân ở Mỹ đã có tấm lòng hảo tâm để gửi đến những người nghèo khổ ở trên đường phố quý vị nha. Xin chúc anh và gia đình luôn thật là mạnh giỏi và gặp nhiều may mắn quý vị ha. Bên cạnh đó thì cũng xin cảm ơn tiệm bánh bao Lợi Ký đã bỏ chút công sức thời gian và đã làm những chiếc bánh rất ngon để gửi đến những bà con nghèo trên đường quý vị ha. Xin cảm ơn rất nhiều. Em sẽ rẽ về hướng Tô Hiến Thành. Một cô bán vé số này quý vị. Mà chúng ta sẽ đi qua đường chứ không thể nào mà ở đây được. Bên này qua không được. Để chạy qua đường nha quý vị. Gửi cô cái bánh bao nha. Dạ. Ở đây có một cô ngồi đây nè quý vị. Em. Một lần nữa thì xin cảm ơn ha, cảm ơn. Thế quý vị, chúng ta vừa đi phát bánh bao quý vị ha. Như vậy là một buổi tối rất đẹp tại thành phố biển Nha Trang. Một lần nữa thì em xin cảm ơn anh Mạnh Thường Quân ở Mỹ đã có một phần quà rất là ý nghĩa nha, để gửi đến những bà con nghèo trên đường. Xin kính chúc anh và gia đình lúc nào cũng gặp nhiều may mắn ha, công việc thuận lợi và sẽ còn nhiều dịp nữa để còn gửi đến những bà con nghèo trên đường yêu thương quý vị ha. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Quý vị nếu cảm thấy hay ý nghĩa thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh nha quý vị, để tiếp tục theo dõi các video mới. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt.